Vi Thức xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay, Vi Thức sẽ gửi tới mọi người bài thơ Khi Người Lính Khóc của tác giả Nguyễn Thị Tính. Bài thơ kể lại cảm xúc của một người lính trên đường hành quân khi gặp hình ảnh một người bán hàng rong đã nhớ về người mẹ một đời lam lũ vất vả của mình ở quê nhà. Với những kỷ niệm in sâu trong ký ức, qua đó bày tỏ lòng biết ơn, yêu thương và kính trọng mẹ vô bờ bến. Sau đây, xin mời mọi người cùng theo dõi. Đêm đông giá, con hành quân qua phố, chợt giật mình thảng thốt nhói tim đau khi thấy cô hàng rong đếm nón rách đội đầu, vai quẩy gánh trái cây, dáng hao gầy vất vả. Niềm xúc động ùa về, cháy lòng con thương quá. Con lại bồi hồi nhớ dáng mẹ ngày xưa. Chọn một đời mẹ giàu dãi nắng mưa. Con nhớ mãi lần đầu tiên về phép. Căn nhà trọ trong xóm nghèo ọp ẹp, đêm khuya rồi phòng lạnh lẽo vắng tanh. Chợt thấy con mắt mẹ sáng long lanh, mắt con nhòa đi như bao làn sương phù. Câu thơ nào gieo ngân lên cho đủ nỗi gian nan đè nặng tấm thân gầy. Suối tóc óng đen nay đã phủ màu mây, da sạm cháy nếp nhăn hằn khắc khổ. Chỉ có nụ cười trên môi luôn rạng rỡ. Mẹ hiền ơi, con có lỗi thật nhiều. Làm đời trai chẳng giúp được mẹ yêu. Gánh hàng rong đếm bước chân len lỏi. Quê trở mình buốt nhức đau dữ rồi, tiếng mẹ rên quặn thắt cõi lòng con. Sáng tiễn chân mẹ chẳng thể nào quên, dõi theo con bằng ánh nhìn âu yếm. Nhớ nghe con phải lo tròn trách nhiệm, nói gương cha người lĩnh chiến bi thường, mang trên mình đầy ắp những vết thương, vẫn cắn răng khi trái trời hành hạ. Chẳng thán ca trong dòng đời nghiệt ngã, vất vả thăng trầm tìm kế mưu sinh. Trời chẳng thương cha sớm bỏ gia đình,
mẹ một mình nuôi đàn con khôn lớn. Lúc lên xe con bàng hoàng đau đớn, tiền mẹ đưa toàn giấy lẻ 2000. Nước mắt nhòa đi đau buốt trái tim, con gục đầu xuống ba lô òa khóc. Mẹ yêu ơi, cả một đời khó nhọc, con trưởng thành nhưng không thể nào quên. Trong tâm thế một người lính sĩ quan, sống bản lĩnh quen gian nan cực khổ. Cứ nghĩ lại những đêm đông mưa đổ, dáng mẹ gầy quỳ đôi gánh hàng rong, nước mắt lại rơi lòng nhủ dặn lòng, công ơn mẹ trả cả đời không đủ. Áo vai sờn tháng ngày xưa năm cũ, như phép màu luôn âu ấm hồn con, để hôm nay con vững bước vẹn tròn, luôn tự hào về mẹ người vĩ đại. Vâng, Uy Thức vừa đọc xong cho quý vị nghe một bài thơ rất là xúc động, nói về tâm trạng một người chiến sĩ khi nhớ về người mẹ của mình. Đó là bài thơ Khi Người Lính Khóc của tác giả Nguyễn Thị Tính. Rất mong quý vị khán giả hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để Uy Thức có động lực làm thêm những video tiếp theo hay hơn nữa. Một lần nữa xin kính chúc quý vị khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp quý vị ở những video tiếp theo.